Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Sau khi ra tay, hung thủ đã ra phía sau nhà bếp để lấy bao tải và các tông cho xác nạn nhân vào, rồi sau đó một mình chở xe máy đi phi tang. Tất cả hành động của hắn đã bị camera ghi lại. Sau 5 ngày, sát hại nạn nhân rồi chở xác vào vườn rẫy trong rừng để phi tang, một lời khai gian dối của nghi phạm trước cơ quan điều tra đều bị lật tẩy, kẻ ác lộ chân tướng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Ngày 23 tháng 1, sau nhiều giờ không liên lạc được với anh Tuấn, gia đình anh đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Nên ngày 24 tháng 1 có đơn trình báo gửi công an xã Đinh Lạc, công an huyện Di Linh. Cũng từ chiều tối 23 tháng 1, thông qua công tác quản lý địa bàn của trinh sát hình sự công an Lâm Đồng, thông tin về việc anh Võ Thành Tuấn bị mất tích rõ hơn. Gia đình Tuấn thuộc thành phần khá giả, ngoài nghề nghiệp chính là buôn bán, còn có nghề phụ là cho vay tiền. Việc anh này mất tích gây xôn xao dư luận địa phương, nảy sinh nhiều mối nghi ngờ phức tạp. Nhận các tin báo này, Phòng Cảnh sát Hình sự liên tưởng đến một số vụ án có diễn biến thủ đoạn tương tự từng xảy ra ở địa bàn huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng trong các năm 2016-2017. Sự mất tích này có dấu hiệu không bình thường, bởi anh Tuấn đang là chủ nợ, mối quan hệ gia đình ổn định, không cớ gì đột nhiên cắt đứt liên lạc với cha mẹ, vợ con. Anh Tuấn lại là con trai một trong gia đình. Cơ quan điều tra nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm hình sự, tái diễn thủ đoạn gây án tàn độc, giết người, chôn giấu xác. Căn cứ các vụ án trước đó do Kiều Quốc Huy và Nguyễn Thành Đức ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã gây ra, 2 vụ 4 nạn nhân. Có vẻ như vụ án sau bắt chước vụ trước, kẻ gây án có kinh nghiệm che giấu, đối phó với lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu và nhận chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động điều tra, làm rõ các vụ việc, đặc biệt những vụ có hiện tượng người dân báo tin thân nhân mất tích. Ngay trong ngày 24 tháng 1, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, khoanh vùng kẻ khả nghi, làm các phương pháp loại trừ, sau đó tập trung vào Trần Quốc Vũ, là người vay tiền của Tuấn. Vũ được cho là vay nợ Tuấn nhiều lần để đánh bài. Bị gọi lên làm việc, Vũ thừa nhận trong ngày 23 tháng 1, anh Tuấn gọi điện đòi nợ 15 triệu đồng. Vũ khất nợ, hẹn 7 ngày sau khi đám cưới em trai xong sẽ trả. Vũ đồng thời trưng ra các chứng cứ phủ nhận liên quan đến sự mất tích của anh Tuấn. Tuy nhiên, bằng niềm tin và kinh nghiệm nghề nghiệp, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng Vũ đã sát hại anh Tuấn và giấu xác phi tang, nhưng phải có chứng cứ chứng minh bởi hung thủ không dễ dàng nhận tội. Phía gia đình anh Tuấn cũng nghi ngờ Vũ nên đã tìm gặp anh này để hỏi về Tuấn, nhưng Vũ nói không biết. Quá sốt ruột và thương con, phần do linh cảm điều chẳng lành, gia đình Tuấn sau đó tổ chức thuê máy cày vào tìm khắp vườn rẫy nhà Vũ để tìm tung tích anh Tuấn, nhưng bất thành. Vũ mặc dù cố tỏ thái độ bình tĩnh, lì lợm, sinh hoạt bình thường, nhưng những biểu hiện bất thường của Vũ không qua mặt được lực lượng công an. Mọi di biến động của hắn đều được theo dõi chặt chẽ. Để tránh sự việc diễn biến phức tạp, cơ quan điều tra tập trung lực lượng nhanh chóng phá án. Ban Giám đốc Công an tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức cuộc họp quan trọng lên phương án để lật tẩy chân tướng thủ phạm. Với vai trò là đơn vị thủ công, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh do Đại tá Phạm Hồng Tuấn chỉ huy, phối hợp cùng Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Di Linh, Công an thành phố Bảo Lộc, Công an các xã Đinh Lạc, Tam Bố, lập 4 tổ trinh sát với khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ. Ngày 26 tháng 1, Vũ được mời đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, hắn thoải mái viết tường trình các công việc đã diễn ra trong ngày 23 tháng 1, đi đâu, làm gì, với ai. Vũ khai rằng, sau khi nhận được cuộc gọi của anh Tuấn và khất nợ, Vũ bắt xe khách đi thành phố Đà Lạt gặp vợ để nói chuyện về việc vợ Vũ đang làm thủ tục ly hôn với Vũ. Sau đó đi ăn và trở về Di Linh, làm việc, đi chơi bình thường. Tất cả lời khai của Vũ được một tổ công tác đi xác minh, lộ ra đầy sự mâu thuẫn. Theo nguồn tin quý báu trinh sát bảo vệ càng chuyên án, đó là những chiếc camera của một số nhà dân và cơ sở sản xuất trên dọc tuyến đường ở nhà Vũ đến xã Tam Bố, có hình ảnh Vũ chạy xe máy của nạn nhân, chở một vật như thùng, bao phía sau. Cùng đó, gần đất rẫy của gia đình Vũ, một nhân chứng cho biết, khoảng hơn 14 giờ ngày 23 tháng 1, thấy có người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kính mặt, chạy chiếc xe máy khá mới, không phải loại xe máy cũ người dân dành đi vườn rẫy và chạy với tốc độ rất nhanh, bị cả đàn chó đuổi theo. Những thông tin này giúp nút thắt vụ án dần hé mở. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn trong đấu tranh với loại tội phạm máu lạnh kiểu này, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định chứng cứ vẫn chưa đủ. Trong ngày 27 tháng 1, một tổ trinh sát vào tìm rất nhiều địa điểm tại khu đất rẫy nhà nghi can Vũ để tìm tung tích nạn nhân. Đã 4 ngày trôi qua, việc anh Tuấn hoàn toàn mất liên lạc khiến ban chuyên án càng củng cố niềm tin về nhận định của mình. Phải tìm bằng được nạn nhân để có cơ sở bắt giữ nghi phạm. Tuy nhiên do địa hình rộng, vườn rẫy bao la nên không tìm được. Bị câu lưu ở trụ sở công an, Vũ tiếp tục khai gian dối, vòng vo. Quá trình làm việc với Vũ, hắn tỏ ra gan lì, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống, lời khai để đối phó với cơ quan công an. Tối 27 tháng 1, thêm một thông tin đắt giá của tổ trinh sát được chỉ định xuống đèo Bảo Lộc báo về ban chuyên án. Chiều 23 tháng 1, Trần Quốc Vũ không phải đi từ thành phố Đà Lạt về mà bắt một xe khách từ đèo Bảo Lộc về huyện Di Linh. Vũ ngồi ghế số bao nhiêu, giá vé, trả bằng những loại tiền gì cho nhà xe, xuống xe tại đâu, mặc đồ gì đều rất cụ thể. Đến lúc này, ban chuyên án tổng hợp nhiều tài liệu, chứng cứ, dựng lộ trình của Vũ và anh Tuấn diễn ra trong ngày 23 tháng 1 và đưa ra nhận định anh Tuấn chắc chắn đã bị Vũ sát hại, giấu xác phi tang. Có đủ những thông tin, ban chuyên án quyết định đấu tranh trực diện với Vũ. Trước các chứng cứ rõ ràng, Trần Quốc Vũ cứng lưỡi nhưng lại ra điều kiện xin các điều tra viên cho để qua 12 giờ trưa ngày 28 tháng 1, sau khi đám cưới em trai của Vũ kết thúc, hắn sẽ khai hết. Hắn sợ rằng nếu khai sớm, gia đình nạn nhân sẽ trả thù, đám cưới của người thân không đảm bảo an toàn. Nhưng đấu tranh với cái ác thì không có điều kiện. Cảnh sát sau đó buộc hắn vẽ sơ đồ các địa điểm phi tang xe máy, điện thoại iPhone X của nạn nhân và chỉ ngay vị trí giấu xác nạn nhân. 8 giờ ngày 28 tháng 1, ban chuyên án tổ chức cho dẫn giải hung thủ đến các hiện trường gây án, giấu xác, phi tang vật chứng để tiến hành các hoạt động tư pháp trước sự chứng kiến tham gia của Viện Kiểm sát và các bác sĩ giám định pháp y. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Di Linh bố trí tổ công tác túc trực tại đám cưới của gia đình đối tượng Vũ để tránh xảy ra sự cố. Do đó, lúc 14 giờ ngày 28 tháng 1, ban chuyên án mới cho tiến hành đào tìm xác nạn nhân để khám nghiệm hiện trường tử thi. Hiện trường giấu xác ở rẫy cà phê giữa rừng, đường đi khó khăn, hiểm trở, vị trí hung thủ chôn giấu xác nạn nhân khiến những người chứng kiến kinh hoàng về sự tính toán của hắn. Đã là một tổ mối với khoảng trống bên trong sâu chừng 4 m theo chiều ngang lưng đồi, như kiểu hầm ếch vừa đủ thân người chui lọt. Hung thủ giấu xác nạn nhân bên trong, dùng các cành cây khô che đậy lại, không hề có vết tích đào đất mới. Mãi đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, mọi công tác khám nghiệm, thực nghiệm, điều tra mới kết thúc. Gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự. Khu vực này hoàn toàn mất sóng điện thoại. Hung thủ đã dùng 9 chiếc xe của nạn nhân chở xác nạn nhân đi phi tang. Sau đó còn mưu mẹo chạy xe máy của nạn nhân vào các đường hẻm trong dân xuống đèo Bảo Lộc, tránh tuyến quốc lộ 20 để không bị nhận diện. Bản thân Vũ có một tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2010, án treo. Vũ làm nông và ham mê cờ bạc. Vũ nhiều lần vay tiền của Tuấn. Cha mẹ Vũ đã từng phải trả nợ thay con. Nạn nhân Tuấn ở địa phương thuộc diện gia đình khá giả, có tiền cho nhiều người vay nợ. Sự ân hận của Trần Quốc Vũ đã quá muộn màng. Đây cũng là cái giá phải trả cho những kẻ không tu chí làm ăn, ham mê cờ bạc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.